ợt nóng do trào ngược thực quản chỉ với một cái cốc nước thần kỳ này. Hôm nay thì Tâm đã trở lại đây với cả mọi người về chia sẻ về cái cốc nước mà sẽ giúp chúng ta có thể hết ợt nóng do trào ngược thực quản. Tại sao lại có thể làm được điều đó? Mọi người chỉ cần hiểu cái nguyên lý về trào ngược thực quản, đó là do chúng ta đang bị dư thừa cái axit ở trong dạ dày của chúng ta. Thì khi chúng ta sử dụng một cái loại nước mà có tính kiềm sẽ giúp trung hòa lại những cái axit bị dư ở trong dạ dày của chúng ta thì sẽ hết cái tình trạng bị ợ nóng. Và Tâm cũng có lời khuyên đối với những người mà bị trào ngược thực quản, đó là anh chị hãy cố gắng ăn thật chậm, nhai thật kỹ và hãy chia nhỏ những cái bữa ăn của chúng ta ra. Thay vì chúng ta ăn 3 bữa một ngày thì bây giờ chúng ta hãy ăn 5 bữa một ngày, và đừng sợ rằng là người khác nói rằng chúng ta ăn quá nhiều, bởi vì là mỗi bữa chúng ta sẽ chỉ ăn khoảng từ 50-60% so với cả cái khả năng ăn của chúng ta bình thường thôi. Và hãy đến ngay với cả cái công thức mà chúng ta sẽ pha chế cái cốc nước này nhé. Cái cốc nước này ngày hôm nay thì Tâm sẽ hướng dẫn mọi người cái nguyên liệu đầu tiên để mình sử dụng, đó chính là cái tinh bột nghệ. Mọi người có thể sử dụng cái tinh bột nghệ mua ở ngoài hàng hoặc là các hiệu, miễn là những cái loại tinh bột nghệ đấy mọi người tin tưởng chắc chắn vào cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Tâm thì chọn cái tinh bột nghệ của Viện Hàn Lâm, là cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu và sản xuất thành công cái dạng bào chế nano của tinh bột nghệ. Và cái dạng nano này thì không phải nói nhiều, mọi người hoàn toàn có thể search trên mạng về cái công năng của cái nano tinh bột nghệ so với cả những cái tinh bột nghệ thông thường, nó có cái hiệu quả lên đến 80-90 lần so với cả cái tinh bột nghệ thông thường nhé. Và cái loại thứ hai mà Tâm muốn mọi người sử dụng thì trước đây trong những cái video khác thì Tâm đã chia sẻ cái dung dịch cực kỳ là tuyệt vời, đó là cái gừng cộng với cả muối và mật ong là cái vũ khí thần dược cho cái bệnh dạ dày của chúng ta. Thì hôm nay thì Tâm cũng đã sử dụng một cái lọ mà mình đã ngâm trước đây và trong cái video này để chia sẻ với cả mọi người. Thì chúng ta sẽ cho một chút khoảng một cái thường thì Tâm sẽ khuyến khích mọi người sẽ sử dụng cái sản phẩm nano nghệ thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với cả sử dụng tinh bột nghệ thông thường. Hôm nay thì Tâm sẽ sử dụng một cái viên này. Có người thì sử dụng dạng bột nhưng mà thường thì Tâm hay uống cái dạng viên này, bởi vì cái dạng viên này nó sẽ rất là tiện cho những cái người mà nội trợ nhiều công việc như là Tâm, tức là mình vừa làm việc, mình vừa nấu nướng thì sử dụng cái loại viên này mình uống sẽ rất là tốt, và hàng ngày thì mình vẫn sử dụng cái viên này để uống. Cái viên này thì mọi người có thể pha lấy cái dung dịch này để uống cho nó tác dụng nhanh hơn và gọi là tác dụng tức thì, mọi người sẽ bỏ cái viên này ra và hòa vào trong nước của mình để mình uống nhé. Thì Tâm sẽ thực hiện pha cái này, sẽ bỏ cái viên này ra cho vào trong nước để pha. Đó. Thì cái nano này nó sẽ tan hoàn toàn ở trong nước và nó sẽ không có cái những cái cặn lắng giống như là những cái tinh bột nghệ của mình. Đây là một cái loại nano này, mọi người có thấy không ạ? Nhìn cái cốc nước nó vàng, trông rất là hấp dẫn và rất là ngon. Và nó không còn cái mùi nghệ giống như là những cái tinh bột nghệ mà họ làm thủ công, bởi vì thực sự là cái này là bào chế theo cái công nghệ cực kỳ là hiện đại rồi. Và Tâm sẽ cho thêm một chút gừng, mật ong với cả muối vào trong cái cốc này. Đây là cái phương thuốc rất là thần kỳ ạ. Và cái nước này thì khi mà mình bị trào ngược do mình ợ nóng ấy, thì mình sẽ pha luôn một cái cốc nước này mình uống. Nếu mà mình thích uống ấm thì mình cũng có thể pha với cả nước ấm. Nhưng mọi người chú ý rằng là cái nước ấm của mình ấy, mình chỉ pha với nhiệt độ khoảng 40 độ thôi. Mình không nên pha với cái nhiệt độ quá là nóng, bởi vì là cái mật ong của mình nó có cái enzyme ở trong đấy. Nếu mình pha với cả nhiệt độ quá nóng thì sẽ bị mất hết các vitamin khoáng chất và cái enzyme cũng không còn, nó lại phải tiêu tốn cái enzyme ở trong cơ thể để tiêu hóa thức ăn, thì thức ăn của chúng ta nó sẽ bị chậm tiêu hóa hơn nữa đấy. Nên là chúng ta cố gắng sử dụng những cái thành phần tươi, thành phần thiên nhiên nhất có thể. Cái muối của Tâm sử dụng trong này cũng là cái muối biển mà hạt to, chứ không phải là cái muối tinh. Cái muối tinh là họ đã bị đun qua, nó đã mất hết các cái khoáng chất rồi. Nó chứa đến 99% là NaCl và nó rất là mặn. Còn nếu mà mình sử dụng muối biển thì cái thành phần ở trong đấy nó còn các cái khoáng canxi, magie, iốt.
làm cho mình phòng biếu cổ, cũng như là những cái khoáng đấy rất là cần thiết cho những cái bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, bởi vì là cơ thể họ đang bị thiếu hụt những cái vi chất đấy. Thì đây là một cái cốc nước mà Tâm đã pha, và mình uống cái cốc này mình sẽ thấy nó, để mình uống thử nhá. Uống thử thì mình thấy nó có cái vị mặn mặn của muối này, có cái vị thơm của mật ong, cũng như là có cái mùi nghệ thoang thoảng, uống rất là dễ chịu. Còn kết hợp với cả vị âm ấm của gừng nữa thì nó sẽ có cái tính kháng viêm. Kháng viêm thì sẽ giúp cho cái vết loét ở trong thực quản của mình nó sẽ lành rất là nhanh. Và thực sự là cái cốc nước này nó cũng rất là dễ uống, và nếu mà mình có thể sắp xếp được thời gian thì mình hãy pha cốc nước này uống vào buổi sáng khi mà tỉnh ngủ dậy. Đó, thì mình sẽ uống khoảng tầm 500ml nước. Thường thì Tâm sẽ hay uống nghệ với cả chanh với muối để giúp đào thải cái độc tố sau một đêm mình ngủ dài. Còn mọi người, nếu mà mọi người quá bận rộn thì hoàn toàn có thể sử dụng cái loại viên như thế này, cũng rất là tiện. Đấy, thì tùy cái quỹ thời gian của mình có thể phù chọn cái phương pháp phù hợp với mình. Nhưng mà dù là chọn phương pháp nào thì Tâm hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ chọn những cái sản phẩm mà thiên nhiên nhất và tự nhiên nhất để giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh nhé. Và mình sẽ uống hết cái cốc nước này thì đã là 11 rưỡi rồi. Mọi người hãy chú ý rằng ăn hoa quả trước ăn 30 phút và sau khi mà mình uống nước khoảng 30 phút nữa để mình nạp cái enzyme tốt vào trong cái cơ thể của mình. Và cái nước này thì sẽ giúp trung hòa cái axit ở trong dạ dày của mình, thì mình sẽ hết bị ợ nóng do trào ngược. Mình sẽ pha với một chút nước thôi để cho cái dạ dày của mình nó không bị đầy nước quá nhiều mà mình uống. Rất là ngon, và Tâm sẽ hứa sẽ hướng dẫn mọi người pha những cái công thức nước uống với nghệ nó hấp dẫn và ngon hơn nữa, để cho mọi người có những cái trải nghiệm khác, cảm thấy mình ăn uống cũng sẽ rất là vui. Và hy vọng rằng là cái video này hữu ích với tất cả mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên subscribe kênh YouTube của Tân, ấn vào hình quả chuông để nhận được những thông báo sớm nhất về những video mà Tâm up lên nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.